thế về nguồn hàng, về giá tốt thì các bạn bán thương Shopee cũng rất là khó. Thực sự là rất khó. Cho nên là cái lời khuyên của tôi là với nền tảng nào cũng được, mình không quan trọng. Quan trọng là cái nền tảng đấy mình phải là người đi đầu. Và TikTok thì nó cũng có mặt trên thế giới từ 2015. Đến bây giờ thì nó mới bùng nổ được 1-2 năm trở lại đây. Nhưng mà nếu như các anh chị mà làm TikTok từ khoảng 2015-2016 thì các anh chị sẽ thấy là cái việc nó lên view nó rất là dễ. Hôm qua học viên của tôi gửi cho, thì tôi sẽ cho bạn xem một cái video dạy gội đầu nhé. Tức là người ta kinh doanh dịch vụ là đào tạo gội đầu, gội đầu dưỡng sinh cho các spa. Một cái video dạy gội đầu mà 26 triệu được xem. Đấy. Và từ một cái video như vậy họ đã kiếm được rất là nhiều học viên. Cho nên có thể có bạn nói là ngành này có, em có làm